Có nhà xây mấy trăm triệu nha, nhà đẹp nhé. Xây 300 triệu. Diện tích 2 hectare. Đi chị ơi. Đi, chị đi trước đi. Hướng dẫn viên du lịch. Đất chị đi phòng bờ biển đấy chị. Trước sai chị kịp đấy, cái đợt kia. À, chị đừng gọi nữa chị ơi, để tí nữa, tí nữa. Mẹ đi đến chưa? Chưa hả? À, bảo có người về coi đất nhưng mà viện của bố nó không nghe, cứ tưởng là mẹ ở gần bố nó. Đó vậy. Coi đất nhà con. Đất này đất sủi cơm mà ta. Đang nói chuyện thôi. Thôi mẹ đi xe đi nhé, tí nữa lại xe xe không? À, sắp tới hả? Vậy nhé, đi đi. Thì đất mình dọc dọc dài à? Đâu đâu chiều ngang này đâu? Nhiều lắm, đây đến đây rồi mới lên đồi chứ nhiều lắm. À, có đồi đá này. Có pha này không? Xuống đây hoặc pha đấy, kiếm cơm đi. À qua 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 bên này đi đi. Xuống đây cũng được, qua đấy cũng được đấy. Qua qua bên này. Từ từ em thấy mấy quả chôm chôm em thử hái em ăn vắt. À đâu có ná vàng. Ê anh Phương ơi, anh điện điện hộ em, anh có số điện thoại con Trang không? Anh điện. Không anh không có xuống trên. Có mà vậy anh đây, đây 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 anh gọi với em với 03. Đọc đi. 03. 0368 68 798. Đừng đem xuống đến đấy. Anh. 0368 798 398. Ờ 398. Bảo đuổi đuổi hết mấy con gà vào, hồi em mới trời nó mưa. 798 398 hả? Ừ. Xuống đây nha. Đây đừng đi xuống tiếp bên kia là xuống. Đó là xuống kia qua đây này. À tới. Chị ơi tới tới đây đường biên này chứ. Ờ. Ok. Thôi bao chứ à. Thôi bao. Ok. Hôm qua lại cái xe mới không biết. Cái bờ đá này nó rào. Cái bài này mới có 100 cây này mới bắt được trồng đây này. Còn trên kia là 150 cây. Là lại to. To được được khu rồi đấy. À được được làm trái rồi đấy. Cái bờ đá này là một nửa của mình, một nửa của người ta hay là sao chị? Mình hết ở trong đấy mình hết. Cái bờ đá này mà. Ừ. À, là trong đấy mình hết luôn. Trong đấy mình hết, mình qua cái chắc phải 5 mét nữa đấy anh ạ. Qua bên kia 5 mét nữa hả? Thì chắc vậy, chứ mình bên này to mà, thì của mình hết này. Mình đặt sang lúc người ta thế nào được. Chị cái nó sao vòng vòng từ đâu vòng. Ui mưa mưa. Mưa lên kia là có chọi mà. À có chọi này. Bắt đầu lên được chỗ này là nó là hai mảnh ba mảnh nhưng mà là ba bìa đấy em được về em gộp một bìa rồi. Cái đất này đặc biệt này, nhìn đặc biệt này. Từng từng từng, nấp nấp nấp. Khoan thì cũng đẹp. Đẹp trời đấy á. Trời. Ngày xưa cái chỗ này tiêu 250, ở chỗ này mà
khai chú chịt luôn mà. Năm nào cũng năm thảo tuần hết cái lúc chưa chết ấy, bây giờ hôm qua mới nhổ đây này. Chị, nhà chị là mấy đứa? Ba đứa thôi. Ba đứa trai gái? Hai trai một gái. Mà mấy đứa đi đâu hết rồi? Đi làm công ty hết rồi. Năm nay sinh năm bao nhiêu? Thằng lớn sinh năm 97. Ôi, trời mưa hết thế này. Đi ngang hả, đi ngoài luôn. Ê, đừng bên bên này mấy gốc kia nha. Con chút kia là bắt đầu mấy con. Mấy gốc này thẳng qua kia lên này, chẳng qua là bị đá này. Mấy con năm ngoái năm nay lại thế này rồi. Thôi về thôi. Đi về chị ơi, đi về. Đi vòng vòng về. Thì lên đây là lên nhà luôn. Ờ à, rồi rồi. Thôi thôi khỏi 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 khỏi, khỏi đi. Khỏi đi. Sao đâu. Sợ. Rồi rồi rồi. Nhà mình đâu chị? Nhà đâu rồi? Đừng về nhà đâu rồi? Nhà đâu? Nhà. Ở đây đây, đi đi về nhà đi. Mưa rồi. Ôi không sao, đi lên nhà chính chị ơi. À, chính nhà chính có chỗ nào đứng không? Ừ, ngay rồi. Đấy em đứng ở trước hành lang được. Đi. Chị đi trước đi. Đây là chị muốn che cái máy đi. Che cái này. Ồ. Che cái máy đi đi. Thôi thôi, thôi không sao, máy em chống nước. Để cái áo che vào là được, chị nữa hết máy. Đi 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 đối nào. Đi lên đây là lên chị nhà. Chị đi đi, chị đi trước đi. Trời mưa. Trời mưa người ướt hết rồi.